Vừa qua trên cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ đã bất ngờ xảy ra một vụ cháy xe khách. Chiếc xe đang di chuyển thì bị chập điện bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 20 hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Ngày 6 tháng 7, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách trên địa bàn xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm vào đầu giờ chiều cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 6 tháng 7, tại km 243 100 cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ, Ninh Bình, thuộc địa phận xã Liêm Sơn đã bất ngờ xảy ra vụ cháy xe khách dường nằm mang biển kiểm soát 76B. 011 do tài xế Lê Văn Nam, sinh năm 1985, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển. Ngay khi phát hiện xe cháy, tài xế đã khẩn cấp tấp xe vào trong làng dừng khẩn cấp các hành khách trên xe hoảng hốt lao ra khỏi chiếc xe khách bị cháy. Nhiều tài xế xe khách khi thấy vụ cháy xe khách cũng đã nhanh chóng dừng xe, hỗ trợ đưa khoảng 20 hành khách và hàng hóa thoát khỏi xe khách dường nằm trước khi đám cháy bùng phát dữ dội bao trùm lên toàn bộ xe. Vì vậy, vụ cháy không gây thiệt hại gì về người, song chiếc xe khách dường nằm trị giá hàng tỷ đồng đã bị cháy rụi hoàn toàn trong thời gian qua thông tin về những chiếc xe ô tô bốc cháy xuất hiện nhiều hơn điều này gây tâm lý lo sợ với tất cả mọi người nhất là những chủ xe ô tô vì vậy để đảm bảo an toàn đề phòng chống cháy nổ cho xe người sử dụng phương tiện cần kiểm tra và thực hiện bảo dưỡng xe thường xuyên